Và chào các bạn, mình đến với Phúc từ IPProject.com. Rất cảm ơn các bạn đã đến với kênh của mình trên YouTube này. Và mình rất hy vọng là với những cái video chia sẻ về cái cách để chúng ta chỉnh hình, là chúng ta retouch, chúng ta blend màu cho hình, cũng như là một số cái chia sẻ của mình về trong cái quá trình mà các bạn sử dụng máy ảnh của các bạn để chúng ta vui chơi, giải trí, cũng như là chúng ta edit hình cho công việc chẳng hạn vậy, hoặc là đơn giản là để cho vui thôi, thì trên kênh của mình sẽ có rất là nhiều video chia sẻ kiểu như vậy để cho các bạn. Nếu các bạn thích, các bạn có thể like, share, subscribe, cũng như là chia sẻ cho bạn bè cùng biết tới. Và nếu được thì comment cho mình biết là các bạn muốn mình làm về chủ đề gì nha. Ở trên kênh của mình hiện tại có khá là nhiều video rồi, tuy nhiên là ở trong cái chủ đề nhiếp ảnh này thì chúng ta có muôn vàn cái thông tin để chúng ta có thể chia sẻ với nhau, cũng như là những cái câu hỏi của các bạn thì thực tế là mình gặp là muôn hình vạn trạng luôn. Cho nên là nếu được các bạn chia sẻ để mình có thể có cơ hội, cũng như là có cái ý tưởng để chúng ta làm tiếp cái video để chia sẻ với các bạn. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đến với kênh của mình. Đừng quên ghé một chút xíu qua bên fanpage của mình sẽ có rất nhiều cái sản phẩm của mình ở bên đó để mình cung cấp cho các bạn, để mà hỗ trợ các bạn trong quá trình chúng ta làm việc, trong quá trình chúng ta vui chơi. Thì đó, thì đây là toàn bộ lời giới thiệu về video của về kênh YouTube của mình. Cảm ơn các bạn đã ghé qua. Bye bye.